Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, xuân thiên tâm thành bãi đạo cung tình bài tiên thanh lại đáo đàn duyên quả thực dâng lên đăng trà quả thực kinh dâng lên lòng tin tấu thỉnh chưa tiền kiều trùng thiên tiên thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên ninh về ngự cung trung ngôi cao chính vị ở trên trời sửa chỉ trần gian trong sáng như gương lòng người trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang cõi đời sẽ ra hồi cung đệ nhị địa tiên thỉnh mời thanh mẫu đệ nhị địa tiên vốn xưa sinh thanh trong đền sòng sơn xuân đời ngàn cùng lời phố cát riêng một bầu gió mát răng thanh bát cảnh danh danh in đồ bát cảnh nghe danh danh lầu tần ha xanh nghe thì thành khôn so chúc níu nô phách cùng đàn suối chim tành vườn ruồi loạn ca sẽ loạn thanh giá hồi cùng thanh mẫu đệ tam thỉnh mời thanh mẫu đệ tam sinh đàn ông nữ ngự đền hoài cung sớm kết loan phong kính duyên sớm kết ni loan phong thảo mai tiểu thiếp mi đem lòng gieo oan A Di Đà Phật A Di Đà Phật độ hương xạ nhiệt pháp thức mong vân chư Phật hài hồi tất giao văn tùy chư kết đường vân thành nhị phương vân chư Phật sẽ loạn thanh giá hồi cùng có lệnh truyền ra đức thống có lệnh truyền ra các quan thi bộ cùng là chân dinh ô binh ló phạm làm thành ló phạm làm thành ô binh ló phạm làm thành đánh đông dẹp bắc tung hoành bốn phương Thank you.
sử ký Việt Nam Trần Ni Thị. Lịch đề vương kế thế nghi trị bình phủ thiên dương tức mạc địa xanh sơn hà dục tu nghi trung trung linh ý khám kỳ là bút phê khai triệt nhang là bút phê khai cảm phiền chữ tương đang lai độ chỉ tả sai binh bộ binh tùy binh bộ binh tùy tả sai binh bộ binh tùy hữu sai binh tùy ra đi ầm ầm cờ vàng sai trấn trung tâm sai trấn trung tâm cờ vàng sai trấn trung tâm cờ xanh đem trấn phương đông cõi ngoài năm phương cờ đỏ rợp rời văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên ông về tô đối phê biên rõ ràng phê cho nhị tự tràng sinh nhị tự tràng sinh phê cho nhị tự tràng sinh chữ phú chữ quý thang linh tỏ trường độ cho dung manh đôi đường cửa nhà khang thái lộc tài đề đa chữ rằng sở nguyện tòng tâm trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay ngự lên đông tử cứu dày nhân gian cứu đâu thời đấy bình an à.
vốn nguyên xưa, đôi bên tả hữu đủ mọi tài, chờ đậu cát qua văn tới ra nước Hoàng Sa. Ra nước Hoàng Sa văn thời, ra nước Hoàng Sa võ thời thao lược, tan qua ầm ầm đồng nhất tâm, vận dù huyết tử dẫu trương lược, hàm tin ai qua. Đội lệnh quốc gia khâm sai, đội lệnh quốc gia xăm xăm chỉ nèo, đường hoa tức thì quân kéo đi, đường đường chính chính cơ đội nào, nghiêm chỉnh trước sau. Trên bộ đua nhau dưới thuyền, trên bộ đua nhau uống nâng nở núi, nắp đầu cả sông. Xuất dân dòng
tốt tươi ra hồi cùng. Đệ nhất tôn quan thỉnh mời, đệ nhất bóng tôn quan lê lâm chiều giáng hồi loạn cộng đồng thỉnh ra hồi cùng. Giám sát quản cai trên ngàn, giám sát quản cai tông chi tam giới tâm sai đại thần. Gia võ đăng vân ni tôn ông, gia võ đăng vân bát môn ni công tử ni xa gần đều đến đi làm tôi. Dòng nhan khai quang thập cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang kim phục hoàng thần cận thánh chúa thiên trung vương. Tha lăng tân giả âm từ bi lăn mân chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang phả chiêu thiên tôn. Văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên ông về tâu đối người chép biên rõ ràng phê cho nhị tự tràng sinh. Chữ phú chữ quý
khang ninh tỏ trường độ cho dũng mạnh đôi đường. Thiên nhẫn thông phi ngại nhục nhẫn ngại phi tông pháp nhẫn duy quán tục tuệ nhẫn trực viên đông thần nhẫn như thiên nhật chiếu dị thể hoàn đồng viên minh pháp rơi nội vô số bất hàm dòng nhân nhân giai khổ túc vật vật tổng viên thông đính môn khai điểm sứ giáo hoa mãn tông không. Thank you.
dâng một chiếc nhang Long Thành, dâng một chiếc nhang nghi tống về thoại phủ, các ban các tòa thiên đình địa phủ Diêm La. Địa phủ Diêm La, thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về cho tới vua Xa Độc Đình, vốn dòng là chúa Thủy Cung. Văn sớ dâng lên tương lai, văn sớ dâng lên quan về tâu đối, phê biên rõ ràng, phê cho như tự tràng sinh. Thiên nhẫn thông phi ngại nhục, nhẫn ngại phi thông pháp, nhẫn di quan tục, tuệ nhẫn trực viên đông thần, nhẫn như thiên nhật, chiếu dĩ thể hoàn đồng viên minh, pháp giới nội vô số bất hàm dòng, nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông đính môn, khai điểm sứ giáo hóa mãn tâm không. Một nơi khi xảy ra
Choi choi ban phong nghi sắc rồng, choi choi ban phong quyền quan đệ tử uy hùng như dậy và sẽ ra hồi cũng lấm liệt tung hoành con tuân giao ai lấm liệt na tung hoành trừ tà sát quỷ nên danh thương tài. Từng xa ngự đây bộ đây từ hầu tố lỡ anh dân hoa linh gia chính quang quê nhà danh nam cổ thiên đội vạn cơ lệnh chiến thiên đội vạn cơ quan lớn bây giờ chắc rằng anh linh trước là bảo hộ dân tình sau ra thu chốc tà tinh phen này uy ra trần thế biết tay trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay ngự lên đông tử cứu dày nhân gian cứu đâu thời đấy bình văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan về tô đối phê biên rõ ràng phê cho nhị tư tràng sinh dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cung giang kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương thank you.
Long Hầu Khẩm Tinh Bàn, Khẩm Bàn Sắc Tử Trần Linh Giang, Trần Linh Giang Thiên Vạn Cổ Anh Linh. Bao phen đắp lũy xây thành, khắp miền duyên hải sông xanh lức nông, đấng anh hào Cổ Tinh Kim, lần này khắp xa gần đã dậy thân cơ, muốn dân đâu đó Linh Giang thiết lập chính hộ từ tuần tranh. Cảnh ám thanh nhiều lời, lịch sử vốn đặt bày từ cổ dĩ lai, dù tôi trở ra về cưới tượng Bạch Hổ nên hầu thượng thiên thanh giá hồi cung. Bát Hải Động Đình con vua, Bát Hải Động Đình đào tiên quan điều thất ni anh linh khắc thường sẽ ra hồi cung. Con vua thứ hai quan Triệu Tường, con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai trong triều sẽ ra hồi cung. Công chúa Giáng sinh Đông Cuông, công chúa Giáng sinh giáng vào lệnh tộc nghi phúc lành quyền cao. Lõi Nam Thiên đền thờ phong nguyệt vô biên, thank you.
tình miên man nhớ xưa tình cũ trốn lạc trong thủy thủ trung linh đồng tuồng cống chúa giáng sinh ấy. Quạt cai các lúc các nước nghi xuôi rừng núi
đôi Bắc lệ vang lừng. Lạng Sơn sông hóa các cửa rừng mọi nơi, Hà Giang bao làng thành thơ. Quang Minh chứng đàn duyên Nga tích tặng cung gian kim phục hoàng thân cận thành xưa tiến cung đường ấy à. Bầu son sắc tốt tươi dương già trên ngàn lắm qua nhiều hoa ý nghĩa à. Lên trên ngàn đỉnh lên trên ngàn lắm qua nhiều hoa cho bà đốt đuốc vào giá sớm chiều lặng chịu lưng đèo gót tiên hai xào qua đèo sớm mai còn dao khoai túi xếp ở bên người ý à. Cành hái quả nói tươi líu lo, đào lê cam quýt nhang dừa à. Được tiền tỏa sáng lung linh trong đền, lung linh trong đền chúa đẹp làm sao. Hôm nay thỉnh bóng chúa về mở cung tai lộc bàn danh đi cho đồng độ cho đệ tử con dâu xa ý nghĩa. Độ bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài, hạ về tông nách sự tài ấy à. Cho đồng độ cho đệ tử vinh hoa ý nghĩa à.
bao nhiêu ăn ách tống ra hải ngoại, độ so ra trẻ gái trai, ra trung tình vượng nộc tài hấn hoan, chữ rằng sợ nguyện được tòng tâm ấy kia. Đồng gia thịnh vượng mọi đường hoàn nân, chữ rằng thanh giáng lưu ân ý nghĩa. Chúa vui về hội mùa, vì là bà vui mùa sơn trang tối linh, hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh đang líu lô rộn ràng gất tiếng ca vang. Trang tối linh, hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh ngô rộn ràng cất tiếng ca vang. Đi tới đâu có đón mưa trời, Chúa vì bách chiều vàng vàng, tay khơi bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ, dù sang đời đời đem cho trăm họ, dù sang đời đời. Giá so bằng vàng ngọc nghìn hết na, những tình sao bắt đầu ngân hà. Dùng hương nếu nhờn nhớ về Lào mà
gia hồi cùng. Tam vị chúa mường dông văn, tam vị chúa mường thiên tiên thỉnh chúa đệ nhất na, trên tây thiên linh ơi về sẽ ra hồi cùng. Tiên chúa nguyệt hồ dông văn ni, tiên chúa nguyệt hồ cao sơn mạn bắc, chúa nguyệt hồ sáng lập sẽ ra hồi cùng. Cao mại quê nhà lâm thao, cao mại quê nhà thỉnh mời tiên chúa đệ tam gia đệ sẽ ra hồi cùng. Năm hướng năm phương nghĩ rõ ràng, năm hướng năm phương ngũ phương bản cảnh tiên nàng vào sáng sẽ ra hồi cùng. Vui vẻ đêm rồng hôm mai, thánh châu đệ nhất vui vẻ đêm rồng, ngày chơi phủ tía lâu hồng vào xa sẽ ra hồi cùng. Tiên thánh trên ngàn dương văn ni, tiên thánh trên ngàn đông cuồng tuần quan giáng đàn chứng đây sẽ ra hồi cùng. Thoại phủ thiêng thay đệ tam châu, thoại phủ thiêng thay hành vân hành vũ làm dày gió mưa sẽ ra hồi cùng. Đệ tứ tùy tòng khâm sai, đệ tứ tùy tòng chiêu dung công chúa ngự đồng cứu dân sẽ ra hồi cùng. Tịch cũ lê chiều dở trang nghi, tịch cũ lê chiều chầu năm vui cảnh sớm chiều vào ra sẽ ra hồi cùng. Châu lục cung nương sắp phong nghi, châu lục cung nương vốn dòng lệnh hồng sinh nghi trên non ngàn. Thank you.
kim ngân thoi núi bạc vàng kính dân. Có cơm lam gạo lốc nghi thơm lưng, ốc cua tôm cá mắm chưng nghi đùa mùi măng xưa. Khi thái bông ngó hồ đêm đêm đốt đuốc đi rừng, sang nghe tiếng ú thu rừng gọi nhau. Ngược ngày sáng tỏa trên non, trời vừa bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà. Trên ngàn danh cơ lắm quả nhiều hoa ấy à. Tôi thanh bắt nguồn từ đâu, đệ tử con có tươi dâu chỉ ý nghĩ à. Dù trình linh mới dâng lên, trước trình phần thánh so con chỉ vua cha. Chỉ lên quốc mẫu bà tòa, hội đồng quan lớn trinh tòa sơn trang. Chỉ lên tứ vị quan hòa ý nghĩa. Soi cho quốc phú dân vương, soi trong Lam Việt bốn phương thái hòa. Sông Đăng Châu Bà sáng tỏa gần xa ý à. Châu vui về hội mùa, về là bà vui mùa ta. Trên sơn trang tôi linh hài hoa dạo chơi khắp nơi. Chim oanh đang líu lâu rộn ràng cất tiếng ca vang. Lộc tài sau mời bán ra bốn phương hội họp để đá tháng ngày. Bán cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về lấy lại nhiều. Bán cho đồng được dài nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái cả năm xưa. Thành đồng con khuya sớm phục thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Trang ai nào giảm đỏ, chầu anh linh đã có tiếng vang. Thương dung nghe cợt khách qua đà. Hãy subscribe.
nhạt trong tựa thể cô tiên làm nguyện khi hội họp dắm ba thổ mãn chẳng ra người đi bán hàng giới sơn âm rừng vòng cát đồi ai Bác Lệ báo sai đi, Bác Lệ báo sai đi trên bãi phải có đỉnh đèo.
tiếng ú tú rừng gọi nhau, được ai sáng tỏa trên non trời màu bầu xuân sắc tốt tươi rơm rạ. Lên trên ngàn năm quả nhiều hoa ý à. Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, chờ bà đốt đuốc vào giá sớm chiều. Lò mây lặng chiếu lưng đèo, gót tiên ai xảo qua đèo sớm mai. Còn giáo khoai túi vóc ở bên người ý à. Đuốc đuốc thiêng tỏa sáng lung linh trong đền đẹp làm sao. Lung linh trong đền đẹp làm sao. Tính tính tình tang tính tay mua mời người đầy hoa. Tính tình 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 tang tính tay mua mời tay. Bác rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời, đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời. Bồng lộc cho lắm về lấy lại nhiều, bán cho đồng được giải nhất sang yêu. Bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái cả năm xưa, đồng gón khuya sớm phụng thờ. 30 mùng 1 10 tứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 10 tứ. Bay về bạn đến đây sáng người tiên nữ đang bay bay về đang bay bay về tới bạn đây. Xin ra tập 1, vỗ tay.